Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Không Việt TV. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Bế mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương và thiên thần Thái Bình Dương ở Việt Nam. Hoa Kỳ cùng với các đối tác phía Việt Nam mới bế mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương và thiên thần Thái Bình Dương tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 4 tháng 9, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Việt Nam nói rằng việc kết thúc sứ mệnh kéo dài 2 tuần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam diễn ra gần một năm sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cơ quan ngoại giao này cũng nói thêm rằng sứ mệnh này là minh chứng cho sức mạnh bền vững và sự năng động của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam khi cả hai quốc gia cùng nhau làm việc hướng tới các mục tiêu chung. Theo báo Quảng Ngãi, trong hai tuần, nhiều hoạt động thuộc chương trình đối tác Thái Bình Dương và thiên thần Thái Bình Dương đã diễn ra tại tỉnh này, trong đó có xây dựng y tế, tiếp xúc cộng đồng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Ngoài các hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn về các chủ đề trên, các thành viên trong đoàn còn tham gia sửa chữa, cải tạo trường học, trạm y tế tại tỉnh này. Ông Tô Ân Sô và Trần Đăng Quỳnh làm trợ lý cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày hôm qua đã công bố quyết định bổ nhiệm một loạt vị trí trợ lý chánh văn phòng cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an. Những người được bổ nhiệm đều là các lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ Công an, mà cụ thể, Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách văn phòng Tổng Bí thư. Đại tá Trần Đăng Quỳnh, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an làm trợ lý Tổng Bí thư. Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Thư ký Tổng Bí thư. Ông Tô Lâm mới nhận chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 vừa qua sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời khi đang tại nhiệm. Ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước trước Quốc hội vào tháng 5 vừa qua sau khi mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức đột ngột vào tháng 3 vừa qua vì những sai phạm trong quản lý. Sau khi mà ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước thì người kế nhiệm ông ở chức Bộ trưởng Bộ Công an là ông Lương Tam Quang, người cùng quê Hưng Yên với ông Tô Lâm. Ông Tô Ân Sô cũng thôi làm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để về văn phòng Chủ tịch nước. Đã có những nhận định của các nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước cho rằng ông Tô Lâm sẽ xây dựng một đội ngũ kề cận mình là những người thân cận đã từng cùng ông làm việc trong ngành công an. Thực tế cho thấy sau khi ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, tân Bộ trưởng Thượng tướng Lương Tam Quang vào ngày 16 tháng 8 đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Cùng ngày thì cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc, chánh văn phòng Trung ương Đảng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận có người Việt trong số hàng trăm người di cư đang mắc kẹt tại phi trường Brazil. Ngày 5 tháng 9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận được câu hỏi về tin có người Việt trong số 666 người di cư đang mắc kẹt tại phi trường Guarulhos ở Sao Paulo, Brazil. Phản hồi vấn đề này tại cuộc họp báo, bà Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil xác định có một số trường hợp là công dân Việt Nam. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nước sở tại để theo sát tình hình, khai triển biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Bà Hằng cũng cho biết thêm Việt Nam đang đẩy mạnh kế hoạch khai triển thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, ban hành kèm theo quyết định ngày 20 tháng 3 2022 của Thủ tướng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan nhằm tạo lập và duy trì môi trường di cư an toàn, minh bạch, vì quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư. Trước đó, ngày 23 tháng 8, hãng tin Reuters đưa tin ít nhất 666 người di cư, trong đó có người Việt Nam, Ấn Độ và Nepal, đã bị mắc kẹt tại phi trường ở Sao Paulo của Brazil suốt nhiều tuần liền. Những người này không có visa vào Brazil và được cho là đến Brazil như một điểm trung gian để đến Bắc Mỹ. Brazil vừa khai triển quy định mới, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8. Trong đó, ngoại trừ công dân các nước được miễn visa, công dân tất cả các nước còn lại phải xin visa để được vào Brazil, kể cả đi qua quốc gia này. Siêu bão Yagi sắp vào Vịnh Bắc Bộ.
Bão số 3 Yagi đã mạnh lên thành siêu bão và dự báo sáng ngày mai ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Từ chiều 6 tháng 9 thì khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua là thậm chí từ 6 đến 8 mét. Gần sáng 7 tháng 9 thì vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0.5 đến 1.8 mét. Trong đó Quảng Ninh đề phòng nước dâng cao từ 1.5 đến 1.8 mét, Hải Phòng và Thái Bình từ 1.2 đến 1.5 mét, Nam Định Ninh Bình từ 0.8 đến 1.2, Thanh Hóa 0.5 cho đến 1 mét. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong khu vực vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão. Từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi thậm chí lên đến 500mm. Mưa lớn có khả năng gây nên tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gojek bất ngờ rút khỏi thị trường Việt Nam. Tới 4 tháng 9, Gojek thông báo sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam từ ngày 16 tháng 9. Theo thông báo của Gojek, nền tảng gửi xe và giao đồ ăn có trụ sở tại Indonesia quyết định rời khỏi Việt Nam nhằm củng cố hoạt động kinh doanh. Quyết định này thích hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty mẹ, tập đoàn Sugo, công ty công nghệ lớn nhất Indonesia. Gojek cho biết, việc rút lui này sẽ giúp công ty tập trung vào các hoạt động có thể mang lại tác động đáng kể và bền vững lên thị trường, thích hợp với cam kết của Sugo về tăng trưởng kinh doanh bền vững trong dài hạn. Tại Indonesia, Sugo đã xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu về dịch vụ theo yêu cầu và công nghệ tài chính thông qua Sugo Financial. Là thị trường lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và tiếp tục tăng trưởng, đòi hỏi nhiều nguồn lực phân bổ. Sau 6 năm hoạt động, Gojek đã chính thức khép lại hành trình tại Việt Nam. Thực tế đây là cái kết đã được dự đoán trước. Thậm chí từ năm 2023, một số chuyên gia trong ngành từng đề nghị Gojek nên cắt giảm các hoạt động không cốt lõi, thoái vốn khỏi các thị trường như Việt Nam, nơi vốn không khả thi trong thời gian ngắn hoặc trung hạn. Nhiều vựa nông sản bôi đất đỏ Đà Lạt lên khoai tây của Trung Cộng. Ngày hôm nay, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra đồng loạt 8 điểm kinh doanh rau củ tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng, phát hiện nhiều nơi trộn đất đỏ Đà Lạt vào khoai tây Trung Cộng. Theo thông tin từ cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra đột xuất vựa nông sản huyện Thủy Trang và một điểm trộn đất vào khoai tây Trung Cộng ở xã Ca Đô, huyện Đơn Dương, lực lượng công an phát hiện ra một thanh niên đang trộn đất đỏ vào khoai tây với khoảng 2.5 tấn khoai tây đã được trộn để bán cho một người ở Sài Gòn. Ngoài ra, lực lượng hữu trách cũng phát hiện ra vựa nông sản Thương Vui cũng đang trộn đất Đà Lạt vào khoai tây Trung Cộng. Tại thời điểm kiểm tra, khoảng 1 tấn khoai tây đã được trộn xong. Chủ vựa cho biết đất được trộn cho khách quen và khoai tây được lấy từ bên Trung Cộng, sau đó mang về Bắc Ninh rồi chuyển về đây để giao cho các tỉnh thành khác như Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau. Phía công an tiếp tục mở rộng kiểm tra các địa điểm kinh doanh khoai tây Trung Cộng khác như Tâm Uyên và Trúc Quỳnh ở xã Lạc Long, huyện Đơn Dương. Cả hai điểm này đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoai tây. Có nhiều khoai tây đã bị úng, thối rửa, được công nhân rửa và hong phơi trước khi tiêu thụ, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Xin đăng ngại mến chào quý vị.